Xin chào các bác nhé. Em sẽ so sánh cái phanh thủy lực và phanh cơ của cái dòng A20 này. Đây là A20 Line này. A20 Line. Về hình thức bên ngoài các bác có thể thấy là nó không khác gì nhau. Tuy nhiên ấy, những cái phần khác nhau nằm chính ở là đầu tiên đó là đôi phanh này. Đây là phanh của A20 Line, dòng rẻ hơn. Các bác có thể để ý này. A20 Line thì là cái phanh nó gọi là phanh thủy lực, không gọi là phanh thủy lực, phanh cơ bình thường thôi, bóp này. Nhưng mà bên này các bác có thể để ý nhá. Đây, phanh thủy lực nó sẽ khác nhau là chỗ này này. Đó. Các bác nhìn thấy khác chưa? Nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đó, riêng cái phanh này thì nó sẽ đắt hơn và nó chất lượng hơn rất là nhiều. À, xe này sẽ sử dụng hai phanh nhá, phanh trước và phanh sau đều là dòng phanh đấy. Còn A20 dòng E thì phanh nó khác nhau này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây này. Bên kia phanh nó khác nhau này. Đó, còn khung thì pin là như nhau rồi. Khung pin như nhau. Và thêm một cái nữa là A20E dòng Line này thì nó sẽ, cái cảm biến của nó không phải là cảm biến trợ lực theo dạng là khi mà mình ấn nó đạp vào đây thì nó sẽ trợ lực, mà nó đạp và nó thuộc cảm biến ở phía sau. Còn cái này A20E thì là dòng cảm biến ngay ở bàn đạp này. Mình đạp nhấn lực cái là tức thì là nó sẽ hỗ trợ mình luôn. Còn cái kia thì nó phải cảm biến vòng quay cơ. Nó phải tạo ra một cái lực nhất định vào vòng quay thì bắt đầu nó mới hỗ trợ lực. Nói chung một em này đi chơi thì quá tuyệt vời luôn các bạn.